Hello anh em nhé, hôm nay mình là xem bệnh cho trang trại gà đây. Đây, gà nhà, đống thuốc luôn. Đàn này là 1.000 nhá. Chủ ông bảo là gà ăn tự nhiên giảm hẳn. Chết thì không chết mà giảm ăn hẳn. Đàn này đã làm vaccine đầy đủ hết rồi nhé. Cả cúm rồi. Như làm đầy đủ hết rồi. Đàn này giống của Dabaco. Giống Dabaco, ông chủ ông bắt hai loại. Một loại là Z Dabaco, một loại là Nòi. Nòi sọc đen Dabaco. Tổng đàn thì vẫn nhanh nhẹn đấy, tìm con yếu yếu hay con nào mổ ra mà chưa thấy con nào yếu. Đàn này đã làm niu dầu một lần này, uống thằng cờ no 4 năm một lần rồi nhé. Đàn này là vaccine cầu trùng là rất ok nhé. Mỗi khi gia đình làm vaccine cầu trùng mà nó vẫn hay nổ đàn. Đàn này mình tư vấn từ đầu đến cuối là làm vaccine cầu trùng là phải ăn bẩn này, phải vaccine tốt này, này phải không được uống thuốc cầu trùng này. Thường thường trại này là hay ngày trước làm vaccine rồi mà cứ hay phòng lại phòng bằng thuốc cầu trùng, cho nên là vaccine không có tác dụng nha. Đấy, nên đợt này là làm theo quy trình của mình là không mất một tiền thuốc cầu trùng nào. Đấy, không mất một đồng nào, chỉ mất mỗi tiền vaccine thôi. Đàn gà tương đối là ok, từ đầu đến bây giờ là mỗi một đợt là bị đầu đen lúc 20 ngày. Đấy, thế này hôm nay gia chủ bảo là nó kém ăn này. Hôm qua nó ngày hôm trước bình thường nó ăn 3 bao, hôm nay nó ngày hôm qua nó ăn có hơn 2 bao, từ sáng giờ mới ăn có 1 bao. Đấy, gia chủ gọi là xem nguyên nhân do đâu. Đấy là mùa hè nhá, mà anh em vào chuồng nó không thể hen đâu nhá. Mình khống chế hen rất tốt cho các trang trại nhá. Đấy, anh em không thể hen luôn nhá. Đấy, anh em mà muốn biết bí quyết để nuôi gà không hen thì có thể liên hệ với mình theo số 0336714840 để mình có thể tư vấn giúp đỡ anh em về cái vấn đề khống chế bệnh hen trên gà trong mùa hè này nhé. Ra này gia đình đây là làm điện nót nhé. Đấy, anh em nhìn thấy điện nót này, nót rất là dày luôn. Đây là lắc men này, lắc men hay là không có một tí mùi nào luôn. Đấy, chuồng trại rất là thông thoáng nhá. Đấy, cái gian mát này là phải bất là 1,5 mét này. Chuồng này là chuồng chuyên để úm thôi. Uống khoảng hơn 2 tháng nó bắt đầu ra chủ chuyển lạc chuồng bên ngoài kia. Ngoài kia có chuồng ấy, chuồng bên đấy là 300 m2 để nuôi thịt nhé. Trong quá trình chăn nuôi mà anh em nào có vấn đề gì thắc mắc hoặc là gặp khó khăn ấy, ở trong bệnh trên gà ấy, thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ giúp đỡ anh em vượt qua những cái giai đoạn khó khăn bằng cái khả năng của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.